Tới đây là phải thuê xe chạy mới đã nha. Cần không? Đang có công an không? Ở đây đi mấy chỗ. Làm gắt hơn ở trong Sài Gòn với Hà Nội. Ghê. Ở đây bắt lại giam xe 7 ngày. Chiều nếu mà đi chơi thì đi xa không anh? Mình đi vòng vòng, ví dụ đi trung tâm hoặc là đi bè. Đạp xe đạp tới không? Xe đạp á thì mình đạp vòng vòng thì ok á, mà đạp xa quá mấy cái đường dốc nó hơi chua. Dạ. Anh không biết đi xe máy. Chết rồi, Tio đây. Chạy được không vậy? Ủa, anh không biết chạy. Dạ. Ai tôi xuống dốc trước đi rồi em leo. Gớm quá. Đi nhấp từ từ thôi. Coi Upa chở nè mọi người. Upa Tio tài nè, đó, Upa nè. Kinh nghiệm lái xe đạp của Tio là hơi bị hay nha, không có bằng lái xe hơi xe máy nhưng mà có bằng lái xe hơi nha mọi người. Rồi, lái xe có gì đâu, đâu ghé qua này vậy? Chạy xuống này tâm thu ở dưới này nè. Trời ơi, đường quá cây nhiều mà quá vậy. Đẹp không? Ngoài này không khí tốt, giao thông là an toàn, chiều mỗi người một chiếc xe đạp đi cho chắc. Đạp quanh quanh này, người ta nó gần mà. Cần có đi xa không? Đi chơi ra mấy khu lạ mình phải đi xe này nó an toàn hơn. Lỡ có gì cướp hoặc bức đồ đồ. Này đâu có cướp đâu. Quán này quán gì vậy? Review ẩm thực, cái review ẩm thực chỗ khác đây.